BMW Z4, mẫu xe hai cửa thể thao rất nổi tiếng. Mặc dù gần 15 năm tuổi nhưng mẫu mã không bao giờ lỗi thời. Chỉ có cái động cơ là cần thiết phải sửa chữa lớn thôi các bạn. Mà hở BMW đụng tới sửa chữa lớn là bắt buộc phải hạ máy. Vấn đề hạ máy rất là thường quy, nó không có gì gọi là ghê gớm cả. Bản thân hãng BMW thiết kế cái động cơ này làm sao cho công tác hạ máy là đơn giản nhất có thể. Và chỉ có khi hạ máy thì mới giải quyết thấu đáo được tất cả các vấn đề. Nhưng cái video này mình sẽ không nói về cái vấn đề bảo dưỡng và sửa chữa cái động cơ này. Mình sẽ tiến hành review, giải thích cho các bạn nghe một số khía cạnh về thiết kế cũng như một số điểm quan trọng của cái mẫu động cơ này. Trước tiên các bạn phải biết động cơ này là động cơ 6 máy thẳng hàng, mã động cơ là N52. 6 máy thẳng hàng nghĩa là sao? Là nó có tất cả 6 cái xi lanh nằm trên cùng một đường thẳng. Nó sẽ khác với cái động cơ V6. Động cơ V6 cũng là 6 máy, nhưng mà 6 máy được chia thành hình chữ V, chứ không phải là nằm thẳng hàng giống như cái động cơ trong video clip. Các bạn thấy không? Nó có 6 cái cổ nạp tượng trưng cho 6 máy. Đi qua cái phần đường ống bô của nó thì các bạn cũng thấy 6 cái lối thoát khí thải tương xứng với 6 máy tất cả. Động cơ 6 máy thường thường chia thành hai cụm, 3 máy trước và 3 máy sau, như các bạn thấy trong cái phân chia cổ bô đó rất rõ ràng. Thuật ngữ người ta gọi là băng 1 và băng 2. Mỗi băng á thì nó sẽ có một cái sensor oxy. Sensor oxy rất là quan trọng nha, nó đo được cái tỷ lệ xăng gió của cái động cơ. Từ đó thì ECU mới biết phun xăng bao nhiêu là đủ. Một lần nữa, động cơ này 6 máy nên có 6 cặp mô bin và buri. Nói về hệ thống nước giải nhiệt của động cơ này thì nó phải nói là khá rắc rối. Thật ra chiếc xe châu Âu nào nó cũng rắc rối cái hệ nước giải nhiệt hết các bạn. Vì đơn giản thôi, động cơ nó công suất cao nên nó cần rất nhiều thứ để giải nhiệt. Phía trước xe là cái két nước. Xe này sử dụng bơm nước điện nha, thay vì là bơm nước cơ. Nó có tất cả hai cái xương hàng giải nhiệt nhớt. Một cái á, dùng để giải nhiệt nhớt động cơ. Cái thứ hai á, là dùng để giải nhiệt nhớt hộp số. Các bạn thấy không? Cái gì nó cũng cần phải giải nhiệt cả. Nói về hệ thống phân phối khí của động cơ này á, thì nổi tiếng trứ danh là hệ Valtronic. Mình không thể nói sâu về cái hệ Valtronic này trong một cái video được, vì nó sẽ rất tốn nhiều thời gian để giải thích. Mình sẽ làm một cái video khác để giải thích cái hệ Valtronic này. Kế tiếp là cái hệ phun xăng điện tử. Đối với xe này, hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ đơn giản các bạn. Xăng được cung cấp trực tiếp từ bơm xăng ở cái bình xăng lên cái ống reo phân phối xăng, phân phối đến 6 cây kim phun gián tiếp. Xe này sử dụng kim phun gián tiếp nha, chứ không phải kim phun trực tiếp. Nên giả sử mà có hư hỏng về cái hệ phun xăng thì sửa chữa cũng rất là đỡ tốn kém. Bộ dây điện của động cơ thì được cất ở phía dưới cái họng nạp. Mấy bác nào mà thường xuyên sửa những chiếc xe này nè, mà sửa chữa tới hệ điện là gần như phải tháo cái họng nạp ra. Vì là động cơ 6 máy thẳng hàng nằm trên cùng một đường thẳng có 6 xi lanh tất cả, nên cái thân động cơ khá là dài. Thường thường cái mẫu động cơ này được dành riêng cho những chiếc xe dẫn động cầu sâu là chính. Động cơ đặt nằm dọc so với thân xe, thay vì là đặt nằm ngang giống như những động cơ 4 máy thẳng hàng hoặc là V6. Cũng như những chiếc xe châu Âu khác, động cơ này có cái bơm gọi là bơm vacuum, nghĩa là nó không sử dụng lực hút của động cơ để trợ lực hệ thống phanh, mà nó có một cái bơm áp lực âm, tiếng Anh gọi là bơm vacuum á, để trợ lực cái vấn đề này. Như mình đã nói, đa phần xe châu Âu nó sử dụng hệ thống bơm vacuum này các bạn. Xe này ngoài Valtronic thì nó còn có hệ thống Vanos. Vanos có nghĩa là biến thiên gốc cam á. Một lần nữa mình sẽ có video riêng để đi sâu về cái vấn đề này hơn. Kế tiếp là cái hộp số. Đơn giản thôi các bạn, nó sử dụng hộp số 6 cấp tự động. Đối với con BMW Z4 này thì duy nhất chỉ có dẫn động cầu sau. Cái hộp số tự động này rất là ngon nha các bạn. Mình đánh giá rất cao cái tính năng cũng như là cái hiệu suất của hộp số tự động này. Còn đây là cái vi sai cầu sau. Lực kéo của động cơ truyền qua hộp số dẫn vào cái lắp dọc, chuyển đến cái vi sai cầu sau và phân bổ lực qua hai cái bánh xe sau. Còn đây là cái đường ống giải nhiệt nhớt hộp số đi đến cái xương hàng giải nhiệt. Mấy cái xương hàng đến tuổi là phải thay thế mới hết nha, chứ nó dễ bị lủng lắm. Mà khi nó bị lủng rồi á thì phiền lắm. Mình đánh giá đây là một động cơ khá đơn giản, khá dễ sửa chữa, hiệu năng và hiệu suất khá tốt của hãng BMW.